Sáng ngày 4 tháng 11, tại xã Quyết Chiến, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 ứng cử tại các xã vùng cao của huyện, gồm các ông bà: ông Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; bà Bùi Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngùa Luông; ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Chiến; ông Hà Công Thống, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vân Sơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Quyết Chiến, Ngùa Luông và Vân Sơn trước kỳ họp thứ 3, kỳ họp cuối năm. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2. Cử tri các xã vùng cao của huyện đã phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện trong năm 2021. Cử tri mong muốn các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục quan tâm, lắng nghe và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đặc biệt là các vấn đề đang được cử tri quan tâm như vấn đề nước sạch nông thôn chưa đảm bảo do các công trình nước sạch đã bị hư hỏng, xuống cấp. Cử tri đề nghị đầu tư xây mới hệ thống kênh mương, đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu và đầu tư làm đường giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu tái định cư tại xã Vân Sơn và triển khai các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn các xã vùng cao nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của vùng phát triển. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và giải đáp một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến kiến nghị cần sự nghiên cứu tổng hợp của nhiều cơ quan, đơn vị được đoàn tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.